Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ xin chia sẻ với các bạn bí quyết nấu súp trứng cà chua đậu nhé, nấm hương các bạn ạ. Rất là đơn giản, các bạn cần chuẩn bị cho mình như hai bìa đậu nhé, hai quả cà chua, ba quả trứng gà, một ít nấm hương các bạn thái ra cho mình, hành mùi và củ hành tây nhỏ nhé, và một ít bột năng các bạn ạ. Các gia vị khác thì mình sẽ nói sau. Bây giờ thì mình sẽ đánh tan phần trứng và bột, thì mình cho ít nước vào để mình hòa tan nhé. Bột lăng các bạn sẽ cho nước vào để mình làm cho nó không bị tròn hòn khi chúng ta nấu lên nhé. Đậu thì mình thái thành những miếng nhỏ nhỏ như thế này thôi. Bột lăng như vậy là xong phần bột lăng rồi. Trứng các bạn sẽ đánh tan nó cho mình để cho lòng đỏ và lòng trắng nó hòa quyện lẫn nhau nhé. Cà chua thái nịu ra, hành các bạn có thể thái nhỏ hoặc thái ngang như thế kia. Rồi, phần trứng mình cũng xong rồi. Các bạn cho mình cái nồi lên bếp, mình cho vào đây một ít dầu ăn. Không cần nhiều nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ cho hành vào. Đảo đều cái phần hành nhé. Mình lấy cái độ thơm của hành tây này ạ. Khi hành tây nó đã có mùi thơm rồi, các bạn sẽ cho mình phần cà chua vào. Đảo đều nhé. Mình cho vào đây thìa muối nhé. Muối bột canh ạ. Rồi các bạn sẽ cho mình bát nước để mình nấu, mình làm vừa một chút nhé. Sẽ đậy vung lại cho nó sôi lên. Khi nồi nước sôi lên rồi, các bạn sẽ cho mình phần đậu hũ vào. Lấm các bạn cũng cho vào cho mình nhé. Mình sẽ đun sôi khoảng 5 phút ạ. Các bạn cho mình vào đây một ít hạt tiêu ạ. Nước mắm nữa nhé. Để cho nó thơm ạ. Bây giờ mình sẽ cho phần bột lăng. Các bạn là đánh tan cho mình nhé. Rồi bây giờ các bạn lại đánh cái phần trứng vào cho mình. Các bạn để độ 3 phút nhé, để cho cái phần bột này nó chín ạ. Bây giờ mình sẽ cho lốt cái phần hành mùi vào. Đều lên. Các bạn lên đến xem vừa với gia đình nhà mình là được nhé. Rất là ngon rồi ạ. Mình tắt bếp, mình múc ra bát là có thể thưởng thức ạ.
Đây các bạn ạ, rất là nhanh gọn khi chúng ta có thể làm món súp trứng cà chua đậu hũ như nấm ạ. Rất là ngon như thế này. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, để xem những video mới nhất của mình nhé. Và mình mời các bạn thưởng thức món ăn với mình ạ. Rất là ngon ạ. Chúc các bạn ngon miệng ạ.